Bộ âm thanh này thì sẽ phù hợp với rất nhiều hộ gia đình và các bác sẽ xem tiếp video xem là có phù hợp với gia đình của các bác không. Thì thưa các bác là bây giờ cái nhu cầu bây giờ thì thường mọi người rất là muốn là tụ tập gia đình, tụ tập bạn bè, ngồi bên nhau nghe nhạc và hát karaoke để sum vầy gia đình cũng như là gắn kết với mọi người. Nhu cầu đơn giản nhất là các bác đang sử dụng những cái tivi siêu mỏng ấy, và những cái tivi siêu mỏng thì thường cái loa của nó rất là nhỏ và chất lượng âm thanh thì rất là kém. Thì khi mà các bác nghe thời sự cũng như là nghe ca nhạc thì chất lượng âm thanh thì nghe nó không rõ, không hay. Thì nhu cầu đơn giản nhất là các bác muốn mua một cái hệ thống âm thanh để mà lắp kèm với tivi để khi mà chúng ta xem thời sự hoặc là nghe ca nhạc ở trên tivi thì cái chất lượng âm thanh nó sẽ tốt hơn, nó sẽ hay hơn. Đấy là cái nhu cầu đơn giản nhất. Và cũng có thêm cái nhu cầu là khi mà có hệ thống âm thanh rồi chúng ta hát được ca karaoke nữa thì càng tuyệt vời. Thì cái vấn đề khi mà lựa chọn một cái bộ âm thanh thì có rất nhiều những cái tiêu chí đưa ra. Thứ nhất là rõ ràng là chất lượng âm thanh phải hay, chúng ta nghe nhạc cũng hay và hát karaoke cũng hay. Và cái nữa là khi mà mua một cái hệ thống âm thanh thì nó phải phù hợp với kinh tế của chúng ta. Cái thứ ba nữa khi mà mua một cái hệ thống âm thanh của chúng ta thì khi mà chúng ta lắp vào nó phải đẹp về thẩm mỹ và dễ sử dụng, dễ lắp đặt. Thì rất nhiều những cái hộ gia đình khi mà chúng ta đang sở hữu những cái căn phòng nhỏ, ví dụ như phòng khách nhỏ, hoặc là ngay cả bản thân các bác muốn là hát và nghe nhạc ngay ở phòng ăn hoặc là phòng ngủ, thì lúc đó thì chúng ta đòi hỏi thì chúng ta cần một cái bộ âm thanh nó nhỏ gọn thôi, để mà khi mà lắp đặt nó không cồng kềnh, nó không mất thẩm mỹ ở gia đình của các bác và nó dễ sử dụng. Thì đây là một cái bộ âm thanh như vậy, nó rất là nhỏ gọn và rất là dễ sử dụng, và đặc biệt là cái con này thì chúng ta vừa nghe nhạc vừa hát karaoke ngay trên một cái hệ thống như này. Thì đây là một cái sản phẩm mà hàng chính hãng và một cái thương hiệu cao cấp, đó là Philips, và model sản phẩm của con này là con CSS 5507. Và đây thì cái sản phẩm chính thì em đã đưa ra ngoài, và đây là cái bao bì đóng gói. Thì với các con này thì nó là hàng hãng, thì ngay cái bao bì đóng gói thì nhà hãng rất là cẩn thận, thì khi mà gửi cho khách hàng ở xa thì rất là an tâm với những cái mút cài xung quanh của sản phẩm. Thì với cái sản phẩm này các bác thấy đây là cả một cái hệ thống loa, chúng ta cắm điện vào, cắm nguồn nhạc vào và chúng ta bật lên và chúng ta sử dụng được ngay, hát karaoke và nghe nhạc được ngay. Ví dụ như các bác để sẽ có một cái tivi treo lên, và cái loa này nó sẽ đặt ở cái kệ ở phần phía dưới, thì các bác thấy là nó rất là nhỏ gọn. Và cũng rất là nhiều khách hàng mà khi mà chúng ta hát karaoke nghe nhạc và các bác cũng không muốn là ồn ào quá, các bác không muốn là chi phí nó quá cao để mua một cái bộ dàn âm thanh nó hoành tráng. Đấy, thì các bác sẽ lựa chọn cái bộ này, thì khi mà chúng ta hát và chúng ta nghe nhạc với chế độ vừa phải và nó không quá ồn ào và ảnh hưởng đến những cái nhà xung quanh, thì đây là một cái lựa chọn mà của rất rất nhiều những cái gia đình mà muốn sở hữu cái sản phẩm này. Cấu hình ở đây thì nó sẽ có hai cái tai mic để chúng ta hát karaoke, và về phần âm thanh thì nó sẽ ở phần phía mặt trước ở đây thì các bác thấy nó là cái lớp e căng bằng vải dù màu đen, và sau cái lớp vải dù này thì nó sẽ có những cái cấu hình loa. Cấu hình loa ở đây thì chúng ta sẽ có ở phần phía mặt trước chúng ta sẽ có bốn loa bát và hai loa chép. Đây thì em sẽ khai áo cái phần e căng ở phần phía mặt trước ra để các bác sẽ quan sát cái cấu trúc loa ở phần phía trong. Cái cấu trúc loa của con trai là con này thì âm thanh nó rất là hay, vì cái cấu trúc loa ở đây thì rất là nhiều loa. Ở bên đây thì sẽ có là hai cái loa bát này, một cái loa chép này, và bên này cũng vậy, hai loa bát và một loa chép. Có nghĩa là phần riêng ở phần phía mặt trước thì chúng ta sẽ có bốn loa bát và hai loa chép. Thì loa bát ở đây thì nó sử dụng là bát ở đây là với cái đường kính của bát đó là đường kính là 5,5 phân, và loa chép ở đây đó là đường kính của nó là rơi vào 3 phân. Thì bát ở đây thì nó là gân vải thì với cái gân này thì độ đàn hồi cao và thứ hai độ bền rất là cao. Màng ở đây thì con này thì là bằng màng giấy này thì tiếng loa tiếng nó rất là mềm, rất là sáng. Và tiếp đến đó là cái loa chép ở đây thì các bác thấy là chép nó cái màng của loa chép đó là màng vải vải lụa các bác nhé, đây vải lụa đây. Thì tiếng con này thì âm thanh thì tiếng tiếng âm thanh thì rất là sáng, rất là hay. Và đây là cái phần màn hình hiển thị ở phần phía trên này, thì trên cái màn hình hiển thị này nó sẽ thông báo trạng thái chức năng hoạt động của loa. Các phần phía dưới này thì nó sẽ có hai loa super bass, phần phía dưới của loa thì nó sẽ có bốn cái chân chân đây. Cái chân này thì nó sẽ chống rung chống trôi cho sản phẩm, nó có cái cao su ở đầu chân này. Và ở phần phía dưới các bác sẽ quan sát của em đây là nó sẽ có hai cái loa super bass các bác nhé, loa super bass. Loa super bass này có đường kính ở khung ngoài đó là 15 phân, và con này thì nó sử dụng là cái màng của nó là màng nhựa carbon, và thứ hai nữa là gân ở đây thì nó là gân cao su các bác nhé, gân cao su. Và với cái gân cao su này độ đàn hồi cao và tiếng bass rất là sâu, rất là mạnh các bác.
Và bây giờ thì em sẽ mời các bác nghe một đoạn nhạc ở trên cái hệ thống loa này. Thì các bác lưu ý hộ em, ở đây thì em quay cái video bằng điện thoại thì nó sẽ không thu hết được cái chất âm của cái loa này. Còn khi mà chúng ta nghe trực tiếp ở đây thì âm thanh nghe tiếng rất là hay, sáng, rõ tiếng và âm thanh rất là khỏe. Và em quay và chút nữa thì em sẽ để cái tờ giấy này ở phần phía sau cái lỗ thông hơi. Và cái lỗ thông hơi này nó sẽ giật cái tờ giấy thì thông qua đó thì các bác biết sẽ cái công suất của cái loa này rất là khỏe các bác nhé. Và bây giờ thì em sẽ bật âm thanh lên. Và ở đây thì em sẽ sử dụng cái điều khiển để điều khiển cái loa này. Ở đây em sẽ bật lên ạ. Các bác thấy là với cái loa này rất là nhỏ gọn thôi, nhưng mà các bác thấy là em đang bật ở cái không gian mặt sàn nhà em đấy, bây giờ rất là rộng, mặt sàn ở đây là 110 m², nhưng mà âm thanh nghe loa rất là đã luôn. Và các bác quan sát cái tờ giấy thì cái lỗ thông hơi, hai cái lỗ thông hơi nó giật cái tờ giấy rất là mạnh, thì các bác đã biết là phần nào cái công suất của loa. Thì đây là một cái sản phẩm mà dòng cao cấp mà thì âm thanh thì cực kỳ là ok. Ở bộ sản phẩm này thì nhà hãng có kèm chúng ta hai cái tai mic để chúng ta hát karaoke. Và trên hai cái tai mic này, thứ nhất là ở phần phía ngoài đó là cái hợp kim kim loại sơn tĩnh điện rất là dày và rất là chắc chắn. Ở bên trong cái mic này thì nó sẽ sử dụng cái pin, ở đây là pin phổ thông. Pin pin này thì các bác mua ở bất kỳ cái cửa hàng tạp hóa nào đều có. Các bác có thể là sử dụng pin một lần hoặc là các bác có thể là sử dụng cái pin sạc được các bác nhé. Trên cái tai mic này chúng ta sẽ có cái tần số sóng này cũng như là lượng pin thì thông báo ở đây để chúng ta chủ động trong cái việc thay pin. Và ở đây thì em sẽ hát một đoạn karaoke trên cái hệ thống của loa này. Thì đây là một cái dòng mà sản phẩm mà âm thanh cao cấp, thành ra là cái tiếng mic rất là rõ, rất là sáng và độ nhạy rất là cao. Thì khi mà chúng ta hát thì chúng ta rất là dễ hát các bác nhé. Để các bác nghe cái phần âm thanh tiếng mic ạ. Alo 6712. Alo alo. Đây em sẽ bật là đây thì em sẽ lấy đường tiếng thẳng ở trên TV qua đường cổng quang học các bác nhé. Anh thầm thương cô gái lại đò. Ngày ngày anh sang thăm em, nhà em bên lỡ anh ở bên ngồi. Câu đời câu chờ đôi ta thương nhau, trên dòng sông in bóng trăng thề. Ở trên cái phần cái màn hình điều khiển này cũng như là cái màn hình hiển thị này thì nó sẽ thông báo những cái trạng thái chức năng khi mà chúng ta sử dụng. Và đây chúng ta ở trên cái màn hình điều khiển này là cái màn hình điều khiển cảm ứng. Chúng ta sẽ có phần mốt này để chúng ta sẽ chọn cái hiệu ứng, cái chế độ hoạt động của hai cái mic này với cái chế độ echo và revert và những cái hiệu ứng riêng khác nhau. Chúng ta sẽ có 4 chế độ sử dụng ở cái phần mốt này chúng ta nhé. Và ở đây thì phần này là phần mic, là chúng ta sẽ tăng giảm cái âm lượng tiếng mic này. Phần music là chúng sẽ tăng giảm cái âm lượng của tiếng nhạc. Và phần input này chúng ta sẽ chọn cái ngõ vào, chọn ngõ tín hiệu vào. Và ở đây thì các bác có thể là sử dụng ở trên cái mặt này, hoặc là các bác có thể là sử dụng ngay cái điều khiển từ xa thì nó tiện hơn. Ở đây ngồi từ xa thì chúng ta sẽ có cái điều khiển từ xa này, chúng ta sẽ có cái nút tắt bật này, nút tắt tiếng này, cái nút này là nút tăng giảm âm lượng của phần tiếng mic này. Và đây là tăng giảm cái hiệu ứng revert trong phần tiếng mic. Và đây tăng giảm hiệu ứng echo trong phần tiếng mic. Và đây là chúng ta sẽ tăng giảm cái tông của tiếng mic là nhanh hay chậm ở trên tiếng mic. Và đây là cái chọn input ngõ vào đầu vào này. Đây là reset về chế độ này. Và ở đây chúng ta sẽ có tăng giảm âm lượng tổng cái nút trên với nút dưới này, nút cộng nút trừ là tăng giảm âm lượng tổng này. Chúng ta sẽ có cái nút sang trái và nút sang phải, đây là cái tua lách bài khi mà chúng ta chế độ Bluetooth hoặc là chế độ đọc USB. Và ở đây chúng ta sẽ có cái nút tạm dừng. Với cái nút ở đây, nút lock này là nút khóa lại cái điều khiển này, để tránh cái trường hợp là khi mà chúng ta để ở bàn ở ghế thì có ai sờ hay chạm hay trẻ con có ấn vào đây thì nó sẽ không có tác dụng gì cả, vì chúng ta đã khóa lại cái bàn phím điều khiển rồi. Và ở đây thì chúng ta sẽ có phần mà tiếng chép. Đây ạ, các bác xem phần này, mic chép này.
có nghĩa là tăng giảm cái tiếng chép ở trong mic này. Và đây ở phần phía dưới là mic bass, là cái tăng giảm cái tiếng bass ở trong mic. Và ở đây là chúng ta sẽ có cái tăng giảm cái tiếng super, super volume này. À, đây tăng giảm thì ở dưới là loa này là sẽ có hai cái loa super bass, thì chúng ta sẽ sử dụng cái này để tăng giảm cái loa super bass này. Và ở phần phía dưới thì chúng ta sẽ tăng giảm đây ạ, phần phía hai cái nút này ở giữa này các bác nhé. Đây ạ, là tăng giảm cái tông nhạc, là tông nhanh hay tông chậm. Đấy thì rất là tiện luôn. Và ở đây thì chúng ta sẽ có phần music, music chép, đây là nghĩa là tăng giảm cái tiếng chép ở phần nhạc này. Và đây là phần music bass, đây là tăng giảm cái tiếng bass ở nhạc, rất là tiện luôn. Và đây là ở phần phía sau của loa, thì ở phần phía sau của loa thì sẽ có đường tín hiệu vào và đường tín hiệu ra. Và sử dụng lắp đặt rất đơn giản, thì lắp đặt thì chúng ta chỉ cần cắm duy nhất cái dây nguồn này, và thứ hai nữa là dây cái dây tín hiệu là chúng ta sẽ sử dụng được cái loa này. Thì cái dây tín hiệu là chúng ta sẽ cắm thẳng lên tivi, đây là cái đường quang học là truyền tín hiệu âm thanh bằng ánh sáng, là cái đường tín hiệu mà âm thanh tốt nhất bây giờ. Chúng ta sẽ cắm một đầu vào cái loa này và một đầu còn lại của cái dây là chúng ta cắm lên trên tivi. Và với cái hệ thống này thì đường nguồn vào của nó là nguồn automatic, các bác thấy này, nó sẽ ghi từ điện áp từ 110V đến 230V. Thì cái giải điện áp này là giải điện áp rộng, thì các bác không lo vấn đề điện áp thấp hay cao, vì đây là điện áp giải rộng, nó sẽ tự cân chỉnh điện áp ở bên trong mạch, nó sẽ luôn chạy ổn định. Và cái nữa là ở đây chúng ta sẽ có công tắc nguồn, khi mà cấp điện vào đây thì cái mạch ở đây thì đó là mạch đời cao, và nó sẽ chạy cái mạch khuếch đại đời mới nhất bây giờ, đó là cái mạch khuếch đại Class D. Thì với mạch Class D thì nó sẽ đưa ra một cái hiệu quả âm thanh tiếng rất là sáng, rất là rõ và tiếng rất là khỏe tiếng. Và đường tín hiệu vào tiếp theo là chúng ta sẽ có đường Coxia, là cái đường tín hiệu đồng trục, đường tín hiệu số đồng trục. Và đường tín hiệu phổ thông nhất là chúng ta sẽ có đường AUX, là cái rắc trắng đỏ này, là cái đường phổ thông nhất. Ngoài ra thì hệ thống loa này thì nó sẽ có đường xuất ra. Xuất ra thì trong trường hợp mà các bác muốn mà đưa cái tín hiệu âm thanh gốc của cái loa này đưa ra một cái hệ thống âm thanh lớn hơn, thì chúng ta cũng có cái đường xuất ra để chúng ta đưa ra hệ thống âm thanh lớn hơn. Tiếp đến là chúng ta có những cái đầu hát karaoke, những cái đầu mà nó xuất cái hình ảnh là đình hình ảnh HDMI, và trên cái dây HDMI nó có đường tín hiệu tiếng, thì chúng ta sẽ sử dụng cái cổng HDMI này, chúng ta vừa lấy đường tiếng luôn ở quả cái cổng HDMI, đường tín hiệu số. Và ngoài ra thì trên cái loa này thì cũng có thể là đọc được tín hiệu số ở đây. Thì các bác thấy đây, đây là cái cổng này là cổng USB. Cổng USB này chúng ta sẽ nạp những cái bài nhạc yêu thích vào cái cổng USB này, và trên cái hệ thống này thì nó sẽ đọc được cái dữ liệu số qua cổng USB, thì âm thanh nó rất là hay. Ở phần phía sau thì sẽ có hai cái lỗ thông hơi. Tem chính hãng của bên Philips này, model của sản phẩm của con này là con CSS5507 này. Đây là tem chính hãng của Philips các bác nhé. Và với thiết kế con này thì toàn bộ ở đây thì các bác thấy là bằng vỏ gỗ, và cái vân màu đen và vân gỗ ở đây rất là đẹp. Thì con này nó sử dụng là cái gỗ là gỗ MDF, là một cái mẫu gỗ mà chuyên dụng trong những cái thiết bị âm thanh cao cấp. Thì với cái gỗ này thì đã qua xử lý và âm thanh rất là hay, và đồng thời nó sẽ tránh mối mọt, tránh ẩm ốc. Rất nhiều hộ gia đình đang có nhu cầu là sắm bộ âm thanh, nhưng mà khi mà đối với những cái bộ âm thanh mà cấu hình loa của nó to, thì khi mà chúng ta kê kích thì nó sẽ mất rất là thẩm mỹ, và thứ hai nữa là chúng ta phải đi dạy dây dợ, nó rất là lòng thòng, rồi treo loa nó rất là lích kích và nó kém thẩm mỹ, và cái thứ hai nữa là cái chi phí đầu tư nó quá nhiều. Thì đối với cái loa này thì nó lại ngược lại, nó rất là phù hợp với cái không gian nhỏ gọn để các bác lễ dễ lắp đặt và thẩm mỹ cao, và đặc biệt là cái chi phí đầu tư thì nó rất là hợp lý. Cái loa này là một cái dòng sản phẩm mà thương hiệu cao cấp và kiểu dáng hình thức rất là đẹp, chất lượng rất là tốt, nhưng mà giá thành thì rất là hợp lý. Giá thành nhà hãng đưa ra với cái khung giá là khoảng 10 triệu. Thì các bác lưu ý hộ em là giá thành ở đây thì nó sẽ có thể là thay đổi theo thời gian, tăng hoặc là giảm. Thì để mà có một cái giá chính xác nhất thì các bác sẽ liên hệ trực tiếp với cửa hàng ở bên em. Đây bên em sẽ báo giá chính xác nhất, cũng như là sẽ có một số những chương trình khuyến mại dành cho khách hàng. Loa này nặng 8 kg, chiều dài là 89 phân, chiều sâu là 29 phân, bề dày kể cả chân là 10 phân.